không được yêu đuối, có sao em bật khóc. Giữa khoảng không chỉ còn tiếng con mưa thở than, em cứ đi nhưng chẳng thấy yên bình. Cần một vòng tay ấm chờ che giữa thành phố buồn bề. Dù mạnh mẽ đến đâu thì chỉ em cũng đôi phút em thấy. Hello cả nhà, mình là Lux, mình là thành viên của BS16 và sắp tới BS16 sẽ cho ra mắt ca khúc mới vào ngày 23 tháng 12, 2023. Hy vọng tất cả mọi người cùng đón xem và yêu thích ca khúc này nha.